Bệ hạ. Ai? Bệ hạ. Tiểu thư ấy rất nhanh trí, bèn đáp ngay rằng có nguyên nhân nên tài mới có lỗ khuyên. Có sao huynh đài lại thắc mắc? Trong thôn nhiều hội miếu thờ thần, năm nào ta cũng đóng giả quan âm. Chở đây đi. Không chỉ thế, nàng ấy còn dặn lại, chở đây đi, huynh viết văn thì chú tâm vào, sao có thể tơ tưởng đến nữ nhi mà không mang tiền đồ. Thông minh thật đó. Vậy chàng trai kia đáp thế nào ạ? À? Hắn nói từ nay ta không dám nhìn quan âm nữa. Bệ hạ, tham kiến bệ hạ. Các ngươi đang ngắm trăng ở đây à? Dân, thần thiếp thấy ở đây yên tĩnh lại không có ai, không ngờ lại quấy rầy đến bệ hạ. Thần thiếp tội đáng muôn chết. Chẳng không ngờ trong cung lại có loại sách tập nham này. Do thần thiếp lỗ mãng, đáng ra không nên đọc loại sách này. Đứng dậy đi. Dân, trẫm đọc tiểu thuyết này rồi, nhưng không nhớ phần sau thế nào. Nếu ngươi rảnh rỗi thì đọc cho trẫm nghe đi. Bệ hạ, e là không ổn đâu ạ. Sao vậy? Ở trước mặt người khác thì không muốn đọc sách à? Hai ngươi sang bên cạnh chờ đi. Bệ hạ, gió đêm lạnh lắm, hay là về cung Vũ An bàn luận cùng Thục Dung Phi thì sao? Cũng được. Đọc đi. Bệ hạ muốn nghe chương nào? Bắt đầu từ chương mà ngươi vừa đọc đi. Đọc đi. Tiểu thư nọ phải lòng chàng trai kia, nói dối rằng trong nhà có muội muội trông giống hệt như mình. Hai người hẹn rằng nửa năm sau chàng trai sẽ đến nhà tiểu thư để xin được cưới muội muội. Thần đã dàn xếp ổn thỏa cho người nhà hắn rồi, thời cơ tới mà không tận dụng ắt sẽ gặp tai họa. Trẫm hứa với ngươi, chưa đến giây phút cuối cùng thì tuyệt đối không giết Tô Minh. Bệ hạ. Ai? Bệ hạ. Bệ hạ, thần thiếp là Đề Lan.